Xin kính chào quý bà con. Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với kênh Thế giới Vật tư nông nghiệp TR. Thì kênh chuyên cung cấp đầy đủ các thuốc bảo vệ thực vật và hỗ trợ kỹ thuật làm bông làm trái cho quý bà con mình luôn ha. Thì bước đầu về giai đoạn mà chúng ta lấy cơ lấy tược á để giúp cho bộ lá xanh dày ha. Thì em có soạn ra một số dòng sản phẩm vừa có chứa các trung đa vi lượng để cho giúp cái bộ lá của quý bà con được xanh dày khỏe hơn ha. Thì sẵn em cũng có thể báo giá một số thuốc cho quý bà con nào đã xài và chưa xài có thể biết đến hiểu rõ hơn về cái các mặt hàng em đang kinh doanh và quý bà con. Thì cũng như cái sản phẩm đầu tiên á là cái chai Nutrien nè, đó đây là một cái dạng như 12 nguyên tố quý bà con. Chai này thì của công ty Winco, giá 315.000, quý bà con có thể sử dụng được 800 lít nước ha. Thì theo giai đoạn mà lá vừa mở ra cần phun các dòng trung vi lượng hỗ trợ cho nó xanh dày ha quý bà con. Thì đây là một cái chai mà nó mang được rất là nhiều cái thành phần luôn. Thì nó có như là cái đạm nè, đó, đạm lăng và kali đó. Và các thành phần như là cái kẽm nè, đồng, mangan và cái boron, magie, đầy đủ các dưỡng chất với thành phần như 12 dưỡng chất đó ha quý bà con. Đó. Chai này thì nó giúp cho bộ lá chúng ta được xanh nhanh, dày nhanh, mở lá nhanh hơn. Đó, giúp cho cái bộ lá chúng ta được cứng cáp hơn và đồng thời dinh dưỡng thì nó sẽ cân đối hơn ha quý bà con. Đó là chai Nutrien 12 nguyên tố của công ty Winco. Tiếp đến là cái chai Nutri hạt tiêu thì của Ai Quốc Nông, được nhập khẩu của Tây Ban Nha ha. Ở chai này thì mang được 13 dưỡng chất. Ở với thành phần như là cái acid amin nó kết hợp với nó là cũng như là có là cái đồng, bo, mangan và cái amino acid nè, với thành phần tự do ha. Ở đây là một cái chai mà dạng vừa có amino cũng như nhựa sống cây trồng. Ở rất là cần thiết cho cây chúng ta, giúp cho mở lá nhanh, xanh dày khỏe quý bà con. Một chai như thế này thì xài cũng được 800 lít nước, giá 330.000 ha. Thì tiếp theo đó là cái Vinolut nè. Ở Vinolut thì chai này chiết xuất từ rong biển của Australia, giá 270.000 ha quý bà con. Xài cũng được từ 600 đến 800 lít nước. Thành phần của nó mang được cái thành phần là nó vừa có cái canxi nè, canxi và cái magie và có đạm tổng số. Chai này thì nó hỗ trợ vừa có hỗ trợ ra đọt, giúp mở lá xanh dày, ở dưỡng mô lá cho quý bà con luôn. Là Vinolut được chiết xuất từ sao biển ha. Những dạng này thì hữu cơ, xài rất là mát luôn ha quý bà con. Đó là cái Vinolut ha, xài được 600 đến 800 lít nước. Và chai tiếp theo thì có như dòng là cái magie kẽm nè. Ở magie kẽm thì nó bổ sung cái magie kẽm và có được cái thành phần có NPK luôn ha quý bà con. Đó, NPK là 3 với 32%, đó, giúp cho bộ lá chúng ta được xanh nhanh, dày nhanh hơn ha. Đây là một cái dạng phân bón vi lượng nè. Chai này thì giá 70.000 quý bà con, xài được 400 lít nước ha, phun trên lá, đó, giúp cho bộ lá được xanh dày to khỏe ha. Đó, thành phần thì có cái magie nè, 3% và đạm 2%, kẽm 20.000 ppm ha quý bà con. Đó, chai này thì giá 70.000. Thì bà con sử dụng dùm em 400 lít nước, hỗ trợ cải thiện tốt bộ lá xanh dày, chống vàng lá luôn. Sản phẩm tiếp theo thì bên em có đó là cái gel magie kẽm nè, vừa có vitamin B1 luôn ha quý bà con, giúp cho tăng sức đề kháng, bảo vệ cây trồng, toàn diện biến lá vàng thành lá xanh. Giúp cho lá xanh nhanh to dày nè. Chai này thì giá 120.000, quý bà con sử dụng dùm em là 400 lít nước ha. Thành phần thì có đạm là 6%, cái magie 4.8 nè, và kẽm 500, bo và vitamin B1 nè, vitamin C. Đây là một chai thuốc mà nó bổ sung các chất vitamin luôn, giúp cho cái cây chúng ta được hấp thụ nhanh hơn ha quý bà con. Chai này thì 120 sử dụng dùm em 400 lít nước ha, đó là chai gel magie kẽm vitamin. Và dạng combi thì em có như dòng gel nè, đó, gel combi dạng organic theo quý bà con. Đây là một cái dạng hữu cơ, có chứa chất hữu cơ lên đến là 200g trên lít nè. Và đồng thời có magie, có magie và có kẽm, có bo, có đồng, nó đầy đủ các trung vi lượng ở trong cái chai này. Dạng gel thì quý bà con xài rất là mát luôn, được chiết xuất từ tảo biển xanh ha. Hỗ trợ xanh dày lá đối với bà con nào cây chúng ta đang mở lá mà lá còn hơi mỏng ha, còn hơi vàng thì quý bà con đây phun cái chai như thế này, giá 110.000, quý bà con sử dụng dùm em là 400 lít nước ha. Thì em cũng có bán cái dòng như cái caxi nè, caxi thì của Hợp Chí quý bà con. Đây là một cái dạng phân bón lá trung lượng nè,
thì chai này thì thành phần của nó canxi lên đến là 14.3%. Đây là một cái chai thuốc mà nó hỗ trợ cho cái lá chúng ta được xanh nhanh dày, dưỡng mô lá to bóng nha quý bà con. Chai này thì 70.000. Quý bà con sử dụng người em 400 lít nước luôn ha. Thành phần thì cũng như kẽm thì em có như cái kẽm Amo nè, có kẽm Amo của công ty An Thịnh Phát. Chai này thì 400 ml giá 210.000, mang được cái thành phần là kẽm được 700 g. 700 g trên lít nha. Khá là nặng luôn quý bà con. Chai này thì sử dụng dùm em từ 600 lít nước ha. Đây là một cái dạng chai thuốc mà được có vừa ngăn ngừa cái cháy lá cho quý bà con luôn. Kích kháng nấm phẩn luôn. Là một cái chai nano kẽm của An Thịnh Phát giá 210.000. Xài dùm em là 600 đến 800 lít ha. Thì bên An Thịnh Phát em có thêm cái dòng đó là cái ATP Gen nè, đó ATP Gen thì đây là một cái dòng mà cũng có bổ sung vừa có canxi có magie luôn. Đó, hay quý bà con, đó canxi thì nó được 7.15% và magie 2.41% và một cái đạm thông số 10%. Vừa hỗ trợ cho quý bà con kích kích đọt nhẹ, giúp mở lá nhanh xanh dày khỏe. Đó là cái chai ATP Gen giá 150.000, xài dùm em 400 lít nước luôn ha. Thì những dòng combi đó, combi thì em cũng có cái chai là Harmony, Harmony của An Phát Nông. Đây là một cái chai là bổ sung tất cả các chung quy lượng nhập khẩu của Tây Ban Nha ha. Đối với những cây mà đang thiếu hụt những dòng như là chung quy lượng bộ lá vàng đó, chưa kịp xanh, chưa kịp dày thì quý bà con để phun những dòng sản phẩm như thế này. Vừa có magie nè, magie 2.15%, cái lưu huỳnh 3.24 nè, vừa có mangan 5.000, cái bo hay quý bà con. Đây là một cái chai thuốc mà đầy đủ các chung quy lượng cho quý bà con mình luôn, giá 90.000. Quý bà con sử dụng dùm em là 200 lít nước ha. Là cái Harmony của nhà An Phát Nông nhập khẩu của Tây Ban Nha ha. Thì combi thì em có thêm cái dòng nữa nè. Là cái combi dạng combi combi gan nè quý bà con. Đó. Combi ép gan của Pháp hay quý bà con. Đó, chai này thì bổ sung đầy đủ luôn, có như là cái đồng nè, mangan và cái nitrogen là đạm thông số hay quý bà con. Đó. Chai này giá 120.000, đó quý bà con phun hỗ trợ cho xanh dày lá nè, giúp cho bộ lá chúng ta được cải thiện tốt hơn. 120.000. Và đồng thời combi thì em có như cứ combi lút nè. Combi lút đây là một cái bạn phân bón vi lượng của anh Quắc nè. Chai này thì bổ sung là đồng, kẽm, bo, mangan, sắt, molybden, lưu huỳnh và magie. Chai này thì 120.000 ha. Thì quý bà con nào có cần những dòng chung quy lượng thì có thể tham khảo những dòng trên này. Chai này thì 120, quý bà con xài từ 200 đến 400 vẫn được. Là cái combi lút A. Thì kẽm thì em có cái dòng kẽm của An Phát Nông nè. Đây là một cái dạng kẽm cũng 700. Dạng nano giá 140.000, vừa kích kháng nấm bệnh, giúp cho chúng ta lá được xanh dày nhanh hơn. Dưỡng cây xanh lá kích kháng luôn. Chai này thì xài được 2 phi, 400 lít nước hay quý bà con, giá 140.000. Và có những dòng dạng gói. Dạng gói thì cũng có cái ATBTE nè. Đây là một cái dạng phân bón vi lượng hay quý bà con. Đây là một cái được mang được nhiều dưỡng chất nè. Vừa có mi lượng, có multi. Thành phần của nó là kẽm 15.000 ppm và loại phân bón vi lượng khác ha. Đây một cái gói dạng bột giúp cho cây chúng ta được giải độc nè. Bộ lá mở to nhanh xanh dày khỏe, một gói như thế này thì 85.000. Quý bà con sử dụng dùm em là 200 lít nước ha, nó giúp cho giải độc mọc đọt, lá xanh dày nè, chống chết, kích kháng sinh học luôn. Vừa có cái chiacotanol và cái gesinolide hay quý bà con. Đó, đây là một cái gói tổng hợp luôn. Đó, cho quý bà con có thể dễ dàng sử dụng ha. Thì cái dòng này em cũng có thêm đó, dòng telos nè. Dạng như super combi cũng chứa cái gesinolide và cái chiacotanol và cái vi lượng tự nhiên ha. Bổ sung đầy đủ các chất giúp giải độc nè. Cũng giống như gói kia cũng 85.000 luôn. Xài được 200 lít nước hay quý bà con. Thì tiếp theo thì em có như cái dòng như supercat nè. Supercat thì nó cũng có cái gesinolide và bổ sung cái magie, đồng, kẽm cho quý bà con luôn. Hỗ trợ xanh dày lá, vừa kích kháng và đồng thời kích rễ, kích chồi, kích bông đều được ha. Gói supercat thì giá 72.000 quý bà con sử dụng dùm em. Đó là 200 lít nước ha. Và đồng thời những cái gói thông thường thì em có như dạng combi, dạng chelet nè. Đây là gói chỉ có 30.000 thôi quý bà con. Đó, dễ phun, dễ tiện lợi, giá thành thì hợp lý luôn.
có thể kết hợp với kéo đọt hoặc này kia vẫn được ha. Đôi khi cặp lá chúng ta mở được cặp lá 1, cặp lá 2 ha quý bà con. Gói này thì 30.000, quý bà con sử dụng dùm em 200 lít nước. Ở bên em thì cũng có bán dòng combi, combi BM luôn, giá 25.000 ha quý bà con. Bổ sung đầy đủ các chất chung vi lượng. Thì đây là một số thuốc em đã soạn ra mang được đầy đủ các chung vi lượng và thành phần. Có vừa có canxi giúp cho bộ lá chúng ta được mở lá xanh dày ha quý bà con. Đối với vườn nào mà chưa cải thiện bộ lá xanh dày tốt thì có thể tham khảo cái video này. Và những cái mặt hàng em đang giới thiệu lên, giá cả thì em đã báo. Ngoài ra bên cửa hàng thì còn rất là đầy đủ các mặt hàng. Thì quý bà con nào có quan tâm đến cái kênh của Thế Giới Vật Tư Nông Nghiệp TR thì liên hệ qua số điện thoại là 0939 339 415 hoặc kết bạn Zalo. Cây vấn đề như thế nào có thể gửi qua em đó, hoặc là trao đổi trực tiếp thì em có thể tư vấn kỹ hơn cho quý bà con mình trong cái quá trình hỗ trợ cho quý bà con làm bông làm trái hoặc là lấy cây hay quý bà con. Rồi xin kính chào quý bà con, hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.